Trong một spin-off vui vẻ của Kamen Rider Kiss, Buffa đã mơ thấy một giấc mơ, nơi mình đã có thể chiến thắng Kiss bằng sức mạnh đến từ những công nhân lao động khổ sai. Anh đã tận dụng khả năng làm việc tại công trường của mình để vượt qua Kiss và chạm mặt với một chiếc bật nhảy khổng lồ, nơi này ẩn chứa Kamen Oza bước ra từ chiếc bật nhảy này, tận dụng toàn bộ sức mạnh từ Zombie cũng như Zombie Breaker để đánh bại Oza và nhận sự công nhận của hắn ta. Trở về thế giới gương, Oza đã để lại cho Buffa chiếc V-Buckle với sức mạnh của bản thân mình. Đối mặt với sức mạnh của Oza là hình dạng Ryuki của Kamen Rider Kiss. Nói về phần của Buffa, anh có tạo hình giống hệt với Oza ở phần trên. Phần vạt áo tím của anh vẫn được giữ nguyên. Cùng với đó là đôi mắt của Buffa đã chuyển hóa thành những tấm sắt phủ lên nhau giống như đôi mắt của Oza. Tất nhiên với khả năng của bản thân, copy lại hoàn toàn sức mạnh của Oza thì anh cũng chẳng có quần què gì ngoài thanh gươm Sword Sven của Oza, chiếc đuôi rắn đuôi chuông dùng để tấn công kẻ thù. Trước hàng loạt lá bài cực mạnh từ Kiss, Buffa đã ngang nhiên chiến đấu cách hùng dũng, thể hiện rõ bản thân đang nằm mơ chỉ làm sao một chiếc kiếm quen có khả năng chống lại tất cả sức mạnh mà Kiss vì thần tham vọng đang nắm trong tay. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, anh vẫn có thể chống đỡ và đánh ngang tài với Kiss. Đòn tấn công thực hiện bằng Desire River là cú Rider Kick, tương tự như cách mà Oza thực hiện đòn Rider Kick của mình. Anh triệu hồi Venom Snake đỡ phía sau, phun lượng độc có thể làm tan chảy các kim loại vào bản thân. Thực hiện cú Rider Kick mang độc tố để đối mặt với cú Rider Kick mang sức mạnh từ lửa cháy của Kamen Rider Kiss trong hình dạng Ryuki Form. Và cũng trong giấc mơ đó, anh đã là người chiến thắng.